nắng Sài Gòn. Anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài nắng ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng đi đâu. Nhưng sao đi mà không vào gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ơi đừng hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Thế rồi hắn đậu thật. Hơn 200 người, lấy có 2 người. Khó chứ không phải dễ. Tội nghiệp, trước khi đi, hắn vẫn còn nghèo, bởi vì sang bên ấy, vào học trường nào rồi người ta mới trả lại tiền vé máy bay và bắt đầu cho lãnh học bổng, chứ không phải họ đưa trước. Mọi thứ chi phí như mua sắm valise, giày dép, quần áo mặc trong mùa lạnh, kể cả tiền vé máy bay vân vân, đều là của cha cho. Cha còn nói hôm hắn đi, cha bận không đưa tiễn được, nhưng sẽ cho tài xế chở hắn ra phi trường. Thế rồi ông cụ bà cụ cậu ở dưới cái sắn có lên không? Hắn lắc đầu, vẻ mặt buồn buồn. Không. Gia đình tớ nghèo lắm, không có bà con anh em gì ở trên này. Bố mẹ tớ nói lên đây vừa tốn tiền, lại vừa làm phiền cha, không có chỗ ở, chẳng lẽ lại ở nhờ cha trong nhà thờ? Tôi tưởng tượng ra cảnh hôm hắn đi, chắc chỉ có mình tôi và người tài xế của cha đưa hắn ra phi trường. Nhưng ra đến đấy, người tài xế sẽ quay trở lại, chứ đâu có tiễn làm gì. Chung quy chỉ có mình tôi mà thôi. Thế cậu đã đến từ biệt cô bé chưa? Có, tớ có đến. Nhưng cô ấy mắc đi học, chỉ gặp bà mẹ. Tớ kể cho bà ấy nghe chuyện cô bé cho giấy tờ làm đơn. Nhờ đó tớ mới được du học. Tớ đến chào từ biệt và gửi lời nhờ bà cảm ơn cô bé dùm. Thế bà ấy có nói gì không? Có, bà ấy suýt xoa. Thế à, quý hóa quá nhỉ. Tôi không biết gì hết chứ. Nếu biết thì tôi đã mời cậu đến nhà dùng bữa cơm thân mật. Thế bao giờ thì cậu đi? Dạ thưa sáng mai ạ. Sáng mai? Sớm vậy sao? Vậy là không kịp rồi. Cậu không đến đây từ trước. Bà ấy tiếc lắm. Tớ cảm ơn bà ấy rồi đi. Đó cậu thấy chưa? Tớ đã nói nhà giàu, nhất là một tiệm sách quen với chữ nghĩa, họ không dạy gì mà không biết giá trị của con người. Và tôi giục cậu đến nữa đi, phải gặp cô bé bằng được. Và dặn cô ấy chờ đợi, học xong cậu sẽ trở về. Hắn lắc đầu, không dám đâu, đến sợ lại gặp bà ấy nữa. Tớ mắc cỡ lắm, dù sao cô ấy cũng hãy còn nhỏ. Trời đất ơi, 15-16 tuổi mà nhỏ cái gì. Sang đấy cậu phải học cử nhân, cao học, tiến sĩ, ít nhất cũng 8 năm nữa. Lúc ấy cậu khoảng 28 thì cô bé 24, chả nhỏ một tí nào cả. Hắn khẽ thở dài, nói thật với cậu, từ bé tới lớn tớ khổ sợ quá nên không dám nghĩ tới chuyện cao xa. Trước khi ra đi, tớ chỉ mong được nhìn thấy cô ấy một lần, được nghe thấy cô ấy nói một tiếng là sung sướng lắm rồi. Sang đấy tớ sẽ cố gắng học hành để đền đáp ơn nghĩa cô ấy.
thật kỳ cục, có đáng gì đâu mấy tờ sơ yếu lý lịch, mấy tờ mẫu đơn tiếng Việt phải dịch sang tiếng Anh để nộp cho cơ quan UNESCO, mà tên bạn tôi lại đặt nặng vấn đề đến thế. Nếu cô bé không xinh xắn, tính tình không vui vẻ và không có lòng thương người, thì hắn có mê cô ta đến mức đó hay không? Tưởng tượng tới cảnh hắn lên máy bay, chẳng có ai đưa tiễn, tôi nghĩ ra cách là ngay buổi chiều hôm đó đến tiệm sách kể hết mọi chuyện với bà mẹ. Có cả cô bé cũng có ở đấy. Nghe tôi kể, cô chỉ cúi mặt mỉm cười, hai gò má ửng hồng, còn bà mẹ thì rất chú ý. Cuối cùng bà cười dễ dãi: "Hồi sáng cậu ấy có đến đây, tôi có biết mọi chuyện. Thế ý cậu là muốn nhờ em Trúc đi tiễn cậu ấy dùm phải không?" "Vâng ạ." "Mấy giờ thì cậu ấy lên máy bay?" "Dạ thưa 11:30, nhưng phải đến sớm ít nhất là 2 tiếng đồng hồ để nó còn vào làm thủ tục ạ." "Có, tôi biết. Sáng mai chủ nhật thì em Trúc đi được. Vậy khoảng 8:30 cậu đến đây đi cả với em cho vui. Chắc có em Thanh cũng đi nữa." Tôi đoán Thanh là tên người con gái lớn của bà. "Dạ vâng ạ." Cô bé vẫn cúi mặt cười, tay cầm cây bút bích không mở nắp, vẽ vẽ bâng quơ trên mặt tủ kính quầy hàng cho đỡ mắc cỡ. Chắc cô cũng quên không nhớ mặt hắn. Sáng hôm sau tôi đến, hai cô con gái mặc jeep theo kiểu đơn giản thời đó. Cô lớn jeep trắng, cô bé jeep hồng nhưng cũng rất đẹp. Nhất là cô chị, cô có thoa chút phấn hồng nên lại càng đẹp. Từng nhà đầu đầy thoang thoảng mùi thơm của phấn son hay của hương trinh nữ. Ôi chào, đời đẹp quá. Tôi, một thằng sinh viên bắt đầu học năm thứ nhất đại học sư phạm, nhà nghèo, mẹ làm thợ dệt, nhưng đứng bên cô, ngửi mùi hương ngan ngát đó, tôi vẫn thấy đời đẹp như thường. Chắc cô cũng có cảm tình với tôi. Thấy trong lúc đợi xe taxi, cô đứng sát bên cạnh tôi. Bà mẹ tiễn ra tận về hè. Bà đưa tiền cho cô lớn. "Đây, tiền đây, nhớ trả tiền cho anh, đừng để anh trả nghe con." Cô không cầm, giọng con gái Bắc ngọt như mía lùi. "Dạ, con có rồi mẹ." Chúng tôi đến, hắn đang đứng một mình bên cạnh chiếc vali hơi cũ, có lẽ của cha cho mượn, và một chiếc túi sách để trên mặt chiếc vali đó. Thấy chúng tôi tới, hắn cứ ngớ ra, quay bộ hết sức ngạc nhiên. Tôi cười giới thiệu: "Đây là cô Thanh, chị của cô Trúc. Còn đây là cô Trúc, người mà bạn vẫn nhớ ơn đó. Các cô thân hành ra đây tiễn bạn." Hắn không ngờ mình được hân hạnh đó, nên lúng túng như gà mắc dây thun, mỉm cười khẽ gật đầu chào. Các cô chào lại. Cô chị nói: "Chúng em đến tiễn anh, chúc anh lên đường mạnh giỏi. Thỉnh thoảng anh nhớ viết thư về cho Trúc." "Vâng, cảm ơn các cô. Thế nào tôi cũng phải viết." Tôi cười: "Được viết thư cho người đẹp sướng thấy bố rồi, lại còn phải viết với không phải viết. Sao nào, nếu học xong tiến sĩ kinh tế, có trở lại thăm cô Trúc không nào?" Hắn cười, mặt đỏ bừng. Bây giờ tôi mới thấy hắn nói được một câu có thể coi là thông minh. "Có chứ, đó là ước mơ lớn nhất trong đời mình. Nếu hai cụ nhà cho phép và cô Trúc sẵn sàng chờ đợi." Cô chị hỏi: "Học tiến sĩ thì mất chừng bao lâu hả anh?" Hắn nói: "Khoảng chừng 8 năm, sớm nhất thì cũng phải 6 năm. Bên Mỹ nếu cố gắng vẫn có cách học vượt thời gian như vậy. Bên mình thường thường là phải 10 năm." Cô chị nói: "Lúc ấy Trúc mới 22 hay 24 tuổi, còn sớm chán." Tôi cười nói đùa: "Sao? Cô bé đẹp, có đợi được không thì cho biết ý kiến nào." Cô bé chỉ cúi mặt cười, không nói gì cả. Tôi hỏi gạn quá, bắt buộc cô phải trả lời. "Dạ được ạ." "Được thì ngoéo tay đi,
hắn là dân công giáo, đã nói là sẽ giữ lời, có tôi làm chứng. Cô chị cười, em cũng làm chứng luôn. Mọi người cùng cười. Hắn đã bạo dạn nên đưa tay ra ngoéo tay cô bé, khiến cô đỏ mặt nhưng cũng ngoéo lại. Trời đất ơi, phải chi tôi được ngoéo tay với cô chị nữa thì đỡ quá. Nhưng nhà tôi nghèo, mẹ tôi làm thợ dệt. Tôi 20 tuổi, còn cô thì khoảng 18, kém tôi 2 tuổi. Làm sao tôi có điều kiện lấy vợ trong lúc còn đang đi học, mặc dù cô cũng có vẻ quý mến tôi, luôn luôn đứng sát cạnh tôi. Cuộc tiễn đưa chỉ có thế. 3 năm sau, tôi tốt nghiệp đi dạy. Thời đó chúng tôi học đại học sư phạm theo regime 3 năm. Các ban khoa học đều phải học bằng tiếng Pháp, thi cử cũng bằng tiếng Pháp. Sau khóa của tôi thì được đổi sang regime 4 năm và đã được chuyển ngữ học bằng tiếng Việt. Ngoài ra thời đó các trường trung học đệ nhị cấp dạy tới lớp 12 rất ít, ở các tỉnh lớn mới có, nên tôi đậu hạng 5 mà phải đi xa, Bạc Liêu, cách Sài Gòn gần 300 cây số. Vài tháng lễ Tết mới về nhà một lần. Có lẽ cũng đến 5-6 năm, một lần tôi về, thấy trên mặt bàn có tấm thiệp của hắn làm đám cưới với Thanh Trúc. Hai chị em nhà đó có cái lạ là cô em tên Thanh Trúc, cô chị tên Trúc Thanh, ngược lại với nhau. Phong bì bên ngoài đã có vẻ cũ, bám bụi. Tấm thiệp bên trong đề ngày cưới, cách đấy đã hơn 2 tháng. Thằng Khải nó về rồi hả mẹ? Ừ, cậu ấy về, nghe đầu đã đậu tiến sĩ, về làm đám cưới với cô con gái tiệm sách ở gần ngã tư Phú Nhuận. Cả hai cô cậu ấy đến chơi, đem thiệp cưới đến mời anh. Nhưng tôi nói anh dạy học ở mãi Bạc Liêu, chắc không về kịp. Cậu ấy nói cưới xong sẽ đưa cô ấy sang Mỹ, bao giờ có dịp về sẽ gặp anh sau. Thời chúng tôi người Việt ở bên Mỹ rất ít, nên họa hoàn lắm. Hễ có ai về Việt Nam cưới vợ thì sau khi cưới xong đem đi rất dễ, chứ không khó khăn, phải làm đủ thứ giấy tờ bảo lãnh mới được đi như bây giờ. Cái thằng đó giỏi thật. Lúc nó ra đi thì tôi bắt đầu vào sư phạm, học xong 3 năm, đi dạy 6 năm, tức là mới 9 năm mà nó đã đậu đạt đi làm để dành được tiền về cưới vợ. Giỏi thật, tôi rất phục nó. Thế rồi tôi được đổi về trường trung học Dĩ An, Biên Hòa, cách Thủ Đức khoảng 10 cây số. 5 năm sau, 1975, miền Nam sụp đổ. Các giáo viên, giáo sư trung học bây giờ gọi là giáo viên của 7 trường thuộc 2 huyện Dĩ An và Lái Thiêu, chúng tôi phải đi cải tạo tại K4 Long Khánh. Người cán bộ giáo dục về tiếp thu các trường thuộc 2 huyện đó thấy người ta cách ly các sĩ quan và hạ sĩ quan cảnh sát thuộc 2 tỉnh Bình Dương và Biên Hòa tại 2 trường An Mỹ và Trịnh Hoài Đức, có du kích gác, rồi sẽ đưa đi học tập cải tạo, thì bắt các nam giáo viên chúng tôi đi học tập cho có tinh thần yêu nước vậy thôi. Hơn 6 tháng trời cải tạo tại K4 Long Khánh, tôi suýt bỏ mạng tại đấy, bởi vì cơ thể tôi ưa lạnh chứ không ưa nóng. Cứ hễ trời nóng là tôi ho rũ rượi. Ở nhà thường uống tapin codein, một thứ thuốc rất rẻ do Việt Nam chế tạo. Đi học tập trong trại không có thuốc men, lại ăn uống kham khổ nên tôi ho liên tục, ban đêm không ngủ được, thân hình gầy xác như con cá mắm. 6 tháng sau, các giáo viên được thả về. Sài Gòn buồn thê thảm và nghèo không thể tưởng tượng nổi. Mẹ và em gái tôi nói chuyện người ta đánh tư sản mại bạn, nghĩa là tư sản mất gốc. Các tiệm lớn ở Phú Nhuận bị tịch thu nhà cửa, hàng hóa, gia đình bị đuổi đi kinh tế mới,
tiếng khóc như gì. Còn ở chợ lớn, các tiệm người Tàu sợ quá, ném những cây vải còn nguyên cả sấp và các đồ đạc xuống đường. Kệ ai muốn nhặt thì nhặt, nhưng chẳng ai dám nhặt. Em tôi kể thêm, may hồi trước anh Khải về làm đám cưới với cô con gái thứ hai tiệm sách Thanh Trúc, rồi đưa cô ấy sang Mỹ, chứ không thì bây giờ bị kẹt. Tiệm đó bị đánh, muốn cưới cũng chẳng được. Tôi ngạc nhiên, sao? Tiệm sách Thanh Trúc mà cũng bị đánh ư? Người ta bán sách chứ có làm gì đâu mà đánh. Có, cả nhà may Bảo Toàn cũng bị đánh. Tiệm bị tịch thu, nghe đâu người ta đuổi ông bà ấy lên cái gác xét nhỏ tí mãi tuốt tầng 3 trên lầu. Bây giờ nghèo lắm. Bảo Toàn là nhà may lớn nhất Phú Nhuận. Trước đây tôi thường may quần áo ở đấy, nên cũng khá quen. Ông bà Bảo Toàn rất tốt, đối đãi với khách hàng rất niềm nở, ân cần. Tiệm sách Thanh Trúc còn một cô con gái lớn nữa tên là Thanh. Cô có nghe nói gì về cô con gái lớn đó không? Họ nói cô ấy lấy chồng có bầu. Nhà chồng là một tiệm vàng, cũng ở gần đấy. Hôm đánh tư sản, cả hai tiệm bị tịch thâu. Cô ấy buồn quá định tự tử, nhưng người ta cứu được. Miệng tôi đắng ngắt. Tôi nhớ đến hôm tiễn Khải ra phi trường, có cả cô chị cùng đi. Cô thường đứng sát bên cạnh tôi, cái mùi son phấn thơm thơm, sang trọng, tôi không thể nào quên được. Rồi chúng tôi được ty giáo dục Sông Bé, Dĩ An, trước thuộc Biên Hòa, bây giờ thuộc tỉnh Sông Bé, cho đi học tập chính trị. Hà sau đó cho đi dạy lại. Nghèo lắm, lương tôi trước 63.000, bây giờ chỉ còn 41 đồng. Nghèo không chịu nổi. Rồi tôi lấy vợ. Nhà tôi cũng dạy cùng trường, nhưng môn Anh văn. Tốt nghiệp đại học sư phạm sau tôi 6 năm. Năm ấy tôi 32 tuổi. Lương của hai vợ chồng cộng lại chưa đầy 80 đồng. Nhà tôi dạy thêm Anh văn buổi tối cho các học sinh gia đình sắp đi vượt biên hoặc được bảo lãnh. Còn tôi, lúc rảnh, tôi dịch truyện bán cho các nhà xuất bản ở trên Sài Gòn. Buổi tối, giữ con cho vợ dạy học. Giáo viên chúng tôi, anh nào cũng gầy như cò bợ. Quần áo ngày trước mặc vừa, bây giờ rộng thùng thình. Áo thì mặc được, còn quần cài dây nịt rúm rím, mặc không được. Một hôm, tôi nghĩ ra cách là khi về nhà ở Phú Nhuận, Sài Gòn, thì đem hai chiếc quần tây đến tiệm Bảo Toàn, leo lên cái gác xếp tận trên lầu 3, theo cái cầu thang bên cạnh, nhờ ông Bảo Toàn sửa lại giùm. Ông đo người tôi, xem kỹ hai chiếc quần tây rồi nói, ồ, sửa không được đâu, bây giờ phải tháo hết các đường chỉ ra, ủi cho thẳng, rồi cắt lại như cắt quần mới, chứ sửa đâu có được. Tôi hỏi giá cả, ông nói, ông là người quen, tôi tính ông mỗi chiếc 3 đồng, gọi là có thôi. Tôi mừng quá, cảm ơn rối rít. Ông nói, ông thấy tôi khổ như vậy đó. Ngày trước tiệm tôi lớn nhất Phú Nhuận, ngay cả may đồ cho khách, tôi cũng chỉ trông nom, chứ đã có thợ, đâu phải nhúng tay vào. Bây giờ thì đi may lại chiếc quần, kiếm 3 đồng bạc. Hình như tiệm sách Thanh Trúc bên kia cũng bị đánh tư sản như bên tiệm bác chưa ạ? Có chứ, tiệm nào hơi có máu mặt một chút mà chả bị đánh. Họ bảo bán sách là toàn các thứ phản động. Đáng lẽ họ đuổi đi kinh tế mới, nhưng cô Thanh cô ấy tự tử. Họ cho cả nhà ở tạm cái bếp ở phía đằng sau. Rồi ông nói thêm, nhà bà ấy cũng bị tịch thu hết, nghèo lắm. May nhờ có vợ chồng cô Trúc ở bên Mỹ gửi quà về nên mới sống được. Tưởng tôi không biết gì về vợ chồng Khải. Ông kể, nghe nói người chồng cô Trúc đậu tiến sĩ kinh tế, trước làm trong cơ quan Liên Hiệp Quốc, sau làm giáo sư dạy đại học tại California. Rồi ông kết luận, con người ta có số cả. Lúc lấy chồng, cô Trúc mới 20 mấy tuổi, gia đình lại khá giả,
nhưng vẫn quyết định đi. Bây giờ đang bảo lãnh cho cả nhà sang bên ấy đấy. Tôi thấy họ đi được là đúng. Gia đình bà ấy đối xử với ai cũng tốt lắm. Con người có số hay không thì tôi không biết. Nhưng theo tôi nghĩ, câu chuyện giữa cô bé 16 tuổi tên Trúc và anh chàng học sinh nghèo tên Khải hơi giống chuyện cổ tích của một thời đã qua. Nay khó có nữa. Chuyện kể của Đoàn Dự. Yêu em yêu rất nhiều, tình không bến bờ, lòng không hững hờ. Mong em chớ nghi ngờ, đôi lúc ơ thờ tình yêu trong anh. Yêu em bao tháng ngày, vượt qua đắng cay, lòng không đổi thay. Bao nhiêu những thăng trầm và những lỗi lầm để tình yêu là bất tận. Dòng thời gian cứ cuốn đi, chuyện tình trong em còn suy nghĩ. Dù đời phong ba bão buồn, dù rằng hạnh phúc chỉ là mơ. Yêu em yêu rất nhiều, tình không bến bờ, lòng không hững hờ. Mong em chớ nghi ngờ, đôi lúc ơ thờ tình yêu trong anh. Yêu em bao tháng ngày, vượt qua đắng cay, lòng không đổi thay. Bao nhiêu những thăng trầm và những lỗi lầm để tình yêu là bất tận. Yêu em yêu rất nhiều, tình không bến bờ, lòng không hững hờ. Mong em chớ nghi ngờ, đôi lúc ơ thờ tình yêu trong anh. Yêu em bao tháng ngày, vượt qua đắng cay, lòng không đổi thay. Bao nhiêu những thăng trầm và những lỗi lầm để tình yêu là bất tận. Bao nhiêu những thăng trầm và những lỗi lầm để tình yêu là bất tận.